Kính chào anh em, là Điện Cao Phương mới tuyển một em cua lộng Hitachi. Đây Hitachi nha, có điều tóc luôn, năm số, năm cấp. Đây mã số của nó là CJ65WC, điện 110W, 500W. Này là em lên 22 rồi nha. Đây, test thử cho anh em xem. Nhanh chậm còn luôn. Cắt thử miếng gỗ nè. Có ít máy mài, nhiều anh em kêu thử máy mài, dạo này em bận quá, bây giờ em thử test thử cho anh em xem. Đây máy mài đây. Đấy, bao mạnh luôn. Khoan đây, dạo này em bận quá em không có test thử cho anh em xem được, giờ điện thoại test lần luôn. Rồi. Bao mạnh. Còn hai số. Rồi, tốc nhanh chậm đây nè. Rồi, chạy chậm nè. Chạy nhanh. Rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip này của em. Anh em nào cần dụng cụ cầm tay Nhật thì liên hệ với Điện Cao Phương.